Xin chào cả nhà nha. Hôm nay là mùng 1 tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần á, vợ chồng mình có đi chùa Phật Cô Đơn á, còn gọi là chùa Bát Phủ á, giờ đổi là Thanh Tâm rồi. Quay vài hình ảnh vui vẻ cho cả nhà cùng xem cho vui nha. Mời, xin mời theo chương trình nha. Giờ mình đi cũng hơi tối, hơi trễ rồi nên vắng bớt rồi. Hai bên người ta bán cũng nhiều đồ lắm. Mà đi buổi tối vắng quá. Này mà mình đi chắc buổi trưa chắc đông nghẹt luôn đó cả nhà ơi. Hôm nay đi giờ chắc cũng tầm mình đi 7 giờ rồi. Nên khách vắng quá. Mình đi đường này mình cũng thấy na ná giống chùa Bà Châu Đốc Ba ở bên nhà Bè cả nhà, Phú Xuân á, cũng giống vậy á. Mình nghe nói trong đây có cái chỗ bán đồ chay đó, chỗ đó là nổi tiếng lắm, cũng có nhiều người quay lắm cả nhà, như tên là Anh Đào vậy đó. À, đúng rồi, quán Anh Đào. Quán này là nhiều YouTube quay lắm nè. Rồi nhìn hoành tráng đây không. Đây đồ ăn ngon lắm nè, vô ăn đi chị. Quán Hai Nhật á, đồ ăn ngon, mình ăn đông lắm. Quán Hai Nhật nữa, quên nữa, quán Hai Nhật nè, quán này cũng nhiều YouTube quay nè. Đó. Thôi bây giờ mình đi vô chánh điện lạy Phật. Chùa này có tôn tượng của Đức Bổn Sư lớn lắm cả nhà ơi. Thôi bây giờ mình theo chân mình vô quay toàn cảnh cho cả nhà cùng xem nha. Giờ mình đi vô nơi pho tượng thánh tượng của Đức Phật A Di Đà nè cả nhà. Đây, rất là trang nghiêm. Hai bên là những pho tượng này là nhưng mà tượng trưng cho giống như là vạn Phật vậy đó. Chính giữa là Đức Phật Bổn Sư đang thuyết pháp. Trước chỗ pho tượng của Đức Phật A Di Đà là một cái ao sen nè cả nhà. Ở đây là có chú rùa nữa nè. Ồ, coi chừng nó cắn em á. Em đâu có đụng đầu đâu. Đó, chú rùa này cả nhà. Sao nó cắn vậy? À. Con gì không cắn? Rất nhiều người đi chùa nên thấy hàng ngày nên nó dạn hả không? Ừ. Dạ nha. Thôi coi chừng cắn á, rùa cắn thôi á. Đụng đầu được hả? Nó chưa lại kìa. Đây là... Đây là sen hay súng ta? Ờ, hoa sen, hoa sen. Đây là ao sen. Bây giờ mình đi lại cái chỗ mà khuôn viên thánh tượng của chùa đó cả nhà, là có pho tượng Phật Thích Ca rất là lớn, rất là trang nghiêm nha cả nhà.
chùa có nhiều cây xanh á, nên nhìn nó không khí nó mát mẻ, thấy nó trong lành. Rồi mình sắp vô chỗ chánh điện rồi. Đây đó pho tượng Thích Ca, mình quay cho cả nhà xem nè. Rất là trang nghiêm vĩ đại luôn đó cả nhà ơi. Nổi tiếng nhất của chùa là pho tượng Thích Ca này nè. Giờ là các sư thầy sư cô chắc là đang tụng kinh đó cả nhà. Đó cả nhà thấy không, pho tượng này rất là nhìn rất là trang nghiêm ha cả nhà, rất là đẹp luôn á. Giờ mình đi lên nè. Đó cả nhà nhìn tôn tượng của Đức Bổn Sư nhìn trang nghiêm không cả nhà. Ôi cả nhà ơi, quá trang nghiêm cả nhà ơi. Giờ mình lên chánh điện nhưng mà có cái thông báo này nè cả nhà. Sợ Covid á nên chùa không có cho vô chánh điện. Mình đứng ở ngoài quay cho cả nhà xem nha. Thank you.
Và bây giờ mình lại ngay pho tượng thánh tượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nha cả nhà. Tại hồi nãy là mình đi cái cổng sau, hồi đó nó là cổng chính nhưng mà bây giờ nó là cổng sau, còn bây giờ hiện bây giờ ở đây mới là cổng chính nè cả nhà. Đó, ở đây mới là cổng chính, còn nãy mình đi cái đường đầu tiên vô là cổng sau. Nào, bây giờ đây là thánh tượng của Đức Quán Thế Âm nè cả nhà. Nói chung ngôi chùa thì người dân hay nói là Phật cô đơn, nhưng mà bây giờ là đổi lại là chùa thanh tâm cả nhà. Chùa pho tượng tôn tượng nào cũng về Phật và Bồ Tát cũng rất là đẹp và trang nghiêm hết đó cả nhà. Có cả nhà nhìn Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nhìn rất trang nghiêm hơn cả nhà, rất uy nghiêm và từ bi. Có thì ở ngoài cổng chính bây giờ người ta cũng bán cũng đông đó cả nhà. Đó. Bây giờ mình cũng ra quay cho cả nhà cùng xem chút ha. Rồi giờ mình ra cái cửa chính. Có người thích đi cửa chính, có người thích đi cửa sau. Đó, bây giờ đây là cửa chính, còn nãy là mình đi cửa sau. Cũng bán cũng quá trời đồ chay luôn cả nhà ơi. Quán này quán của cô Nga ha. Bún riêu, bò quế, bún chả giò, cuốn chay. Nhìn hấp dẫn quá. Nói chung đi chùa thấy chủ yếu bán chao ha. Mình cũng rất thích ăn chao. Chút xíu về mua hũ chao về đấy mốt ăn chấm với cà bắp. Đi đầy đủ đồ ăn luôn. Cái này mà trưa mà mình đi buổi trưa mùng 1 á, buổi trưa chắc đông lắm cả nhà ơi, nghẹt luôn á. Tại ngôi chùa này cũng có tiếng lắm, cũng nhiều khách du lịch biết mà. Đó, giờ hết đường rồi, thôi mình cũng đến đây mà xin kết thúc nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã nãy giờ bỏ thời gian quý báu qua xem clip của mình nha. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại. Ngày rằm mùng 1 á, mình xin chúc cho cả nhà là thân tâm thường lạc nha, gia đạo hạnh phúc nha cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại.